Ok, xin chào các bạn. Đây là một trong những video trong series sáng tạo về thùng giấy cắt tông của mình ha. Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy bấm like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube cho mình. Bye bye, cảm ơn các bạn rất nhiều.